Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi du lịch online? Du lịch online thì sẽ như thế nào? Chương trình Câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về việc làm du lịch online của một cô gái giấy đến từ xã Tả Văn, thị xã Sapa. Và cô gái đó là ai thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Hello, xin chào các bạn. Đố các bạn biết Hướng đang đứng ở đâu? Hướng đang đứng ở bản Ý Linh Hồ của Sapa. Và hiện tại thì mùa lúa Sapa bắt đầu chín rồi các bạn ạ. Người dân thì đang thu hoạch khá là nhiều. Vậy nên là tuần này Hướng sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm mùa lúa chín ở Sapa, xem cách của người dân ở Sapa thu hoạch như thế nào ở trên ruộng bậc thang nha. Trước tiên mời các bạn cùng ngắm một số phong cảnh của thung lũng Mường Hoa đã nha. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm gặt lúa cùng người dân bản địa, cùng nhau ngắm quang cảnh trước, trong và sau khi gặt. Đặc biệt hơn, bạn sẽ biết tại sao lại có ngày ăn cơm mới và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, trải nghiệm về một ngày ý nghĩa này. Tour tuần này sẽ mang tên Sợi Nắng Dẻo Cao, thời gian bắt đầu 8 giờ 30 phút đến 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 8 2021. Hình thức sẽ là online qua Zoom. Sau khi các bạn đăng ký, mình sẽ gửi cho các bạn một link Zoom để các bạn tham gia nha. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi một chi đoạn clip do Vũ Ngọc Hướng thực hiện. Và Vũ Ngọc Hướng cũng chính là khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với khách mời của chương trình. Vâng, xin chào Hướng. Đầu tiên thì rất là cảm ơn em đã dành thời gian để tham gia cùng với chương trình Câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Em chào chị, xin chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Lào Cai ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hướng, tên đầy đủ thì là Vũ Thị Ngọc Hướng. Tuy nhiên thì mọi người hay gọi em với cái tên là Hướng Giấy Sapa nhiều hơn, là bởi vì là em là người dân tộc Giấy và em đến từ Sapa. Và năm nay thì em 22 tuổi, em sinh năm 1999 và vừa mới tốt nghiệp trường đại học xong ạ. Rất là cảm ơn Hướng với những giới thiệu rất là ngắn gọn và rất là chi tiết và đầy đủ đúng không nào? Và Hướng này, hiện nay thì có rất là nhiều loại hình du lịch, từ du lịch trải nghiệm này, du lịch nghỉ dưỡng này, du lịch bụi này, du lịch cộng đồng này. Tuy nhiên thì loại hình du lịch trải nghiệm online thì dường như là một cái khái niệm khá là mới mẻ, và Hướng để chia sẻ rõ hơn về loại hình du lịch này. Cái việc du lịch của em thì sẽ là du lịch trải nghiệm online cùng với người bản địa Sapa. Tức là mình đi du lịch, mình sẽ trải nghiệm khám phá những nét đẹp về văn hóa con người của Sapa bằng hình thức online ở trên mạng xã hội, hoặc là mình thông qua các ứng dụng như là Zoom, Google Meet, và mình sẽ được tương tác trực tiếp với cả người chia sẻ là hướng dẫn viên. Đó, kiểu như vậy ạ. Không biết từ đâu mà Hướng lại có ý tưởng thiết kế những tour du lịch trải nghiệm online rất là độc đáo như thế này? Thật ra là cũng xuất phát từ cái niềm yêu thích về văn hóa này, rồi là thích làm du lịch, thích đi du lịch. Đúng vào cái thời gian Covid nữa thì em cũng muốn là chia sẻ cho mọi người nhiều hơn về những cái trải nghiệm của người bản địa, giúp cho mọi người có một cái góc nhìn khác về du lịch Sapa. Và đặc biệt thì là em cũng muốn là hỗ trợ giúp cho các bạn hướng dẫn viên ở Sapa, là các bạn ấy trong thời gian Covid này các bạn vẫn có thể tiếp tục được công việc của mình, rồi là khách thì ở nhà trong thời gian giãn cách là cũng sẽ có một cái phương thức giải trí rất là mới mẻ mà lại hữu ích nữa, có nhiều thông tin để phục vụ cho cái chuyến đi thực tế sau khi hết Covid. Vậy thì đến nay thì Hướng đã tổ chức được bao nhiêu tour du lịch online rồi? Từ đầu tháng 7 đến bây giờ là hơn 2 tháng thì em tổ chức được 11 tour và có 5 buổi livestream nữa. Thì là 11 tour này thì em chủ yếu tập trung vào các nội dung liên quan đến người bản địa, trải nghiệm về văn hóa và con người nhiều hơn. Mọi người cũng vẫn được ngắm cảnh vẻ đẹp của Sapa, mà đặc biệt là 2 tháng vừa rồi là những 2 tháng đẹp nhất của Sapa luôn ạ. Hướng có thể chia sẻ rõ hơn về một số những tour trải nghiệm mà em đã thực hiện? Em tổ chức tour đầu tiên thì là tour trekking qua những ruộng bậc thang rồi đến bản của người Mông. Nhưng mà cái tour đấy thì không được may mắn cho lắm, dính vào trời mưa cái tour đầu tiên luôn. Vậy nên là hôm đấy là em lại phải có một cái kế hoạch dự phòng là sẽ ở nhà và vẫn cho mọi người ngắm cảnh từ nhà thôi. Xong rồi chia sẻ cho mọi người về ngôi nhà truyền thống của người dân tộc Giấy. Hoặc là có một số tour khác như em sẽ đi đến một cái bản mà xa nhất của Sapa chẳng hạn, là bản Nậm Cang. Mình đi đến đó và cho mọi người trải nghiệm cái vẻ đẹp ở một cái bản vô cùng hoang sơ mà của người Dao và người Mông ở đó.
mà mình lại được nghe những câu chuyện liên quan đến những cái cây cổ thụ này, những cái tục lệ của làng và cái nghề làm bạc của người dân tộc Dao ở bản Nậm Cang. Đó, đấy là hai trong số 11 tour của em đã tổ chức. Ngoài ra còn có rất là nhiều tour khác nữa. Rất là nhiều tour và mỗi một tour thì mình đều mang đến cho du khách những cái trải nghiệm rất là thú vị. Đặc biệt là được tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán ở nơi mà mình đến, đúng không nào? Dạ đúng rồi ạ. Và với Hướng thì khi mà làm những tour du lịch trải nghiệm online như thế này thì em có gặp phải khó khăn gì không? Bởi vì đây là một cái hình thức rất là mới ở Việt Nam. Và Việt Nam thì theo em được biết cũng chỉ có vài anh chị là đã từng làm thôi. Vậy nên là khi mà em tổ chức này gặp khá là nhiều khó khăn. Đặc biệt là mình không có kinh nghiệm. Mặc dù em cũng đã từng gọi là vì yêu thích du lịch mà tìm hiểu về các tổ chức tour và cũng từng đi dẫn tour. Tuy nhiên thì tổ chức tour online nó khác hoàn toàn. Và em cũng không có nhiều kiến thức, kỹ năng. Vậy nên khi tổ chức thì em cũng gặp khá là nhiều khó khăn về lên ý tưởng này, làm sao mình dẫn cho khách được thu hút nhất. Online thì mình không thể nào mà cho khách sờ, cho khách ngửi được, mà chỉ có thể là thông qua hình ảnh, lời nói để cho khách có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của Sapa thôi. Ngoài ra thì khi trong quá trình thực hiện thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn về điều kiện ngoại cảnh. Ví dụ như là những cái hôm trời mưa chẳng hạn. Trời mưa thì không thể nào mà cầm điện thoại đi giữa trời mưa xong rồi là tổ chức cho mọi người được. Đúng rồi. Đó. Hoặc là đi đến một cái nơi mà sóng yếu, xong mọi người sẽ phải chờ mình phải thoát ra vào lại để làm sao có thể liền mạch hơn ấy. Vậy nên là nó cũng khá là bất cập trong quá trình mà mình thực hiện. Cũng khá là nhiều khó khăn đúng không? Dạ. Tuy nhiên là cái thuận lợi của Hướng thì đầu tiên là chị thấy rằng là mình là người bản địa Sapa này. Và mình có cái sự am hiểu về mảnh đất mà mình sinh sống. Và ngoài ra còn có những thuận lợi gì nữa? Thuận lợi thì em nghĩ là nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người rất là nhiều. Gia đình, bố mẹ em, rồi ông bà, mọi người cũng đều ủng hộ em làm cái công việc này. Ngoài ra nữa là em có những người bạn đồng hành ấy. Có những bạn thì em cũng vừa mới quen thôi, nhưng mà khi mọi người nghe và kiểu thấy cái ý tưởng của mình và công việc của mình, mọi người rất là ủng hộ. Bởi vì mọi người cũng muốn là truyền cảm hứng, cũng muốn đem những cái vẻ đẹp của người bản địa Sapa tới cho du khách, để mọi người nhìn Sapa một cách sâu sắc hơn, độc đáo hơn và mới mẻ hơn. Có thể với nhiều du khách thì những địa điểm mà tổ chức các tour du lịch online của Hướng thì không quá xa lạ. Vậy thì Hướng đã làm như thế nào để có thể tạo được sức hút cho du khách khi mà đến với những tour du lịch trải nghiệm của mình? Để mà giúp cho du khách có những cái trải nghiệm tốt nhất và thu hút nhất, hấp dẫn nhất thì thường em sẽ lựa chọn những cái địa điểm mới lạ để cho du khách có thể khám phá ra một mảnh đất mới, một cái trải nghiệm mới. Tuy nhiên em cũng có tổ chức những cái tour đến những cái địa điểm vô cùng quen thuộc, ví dụ như là thung lũng Mường Hoa, ví dụ như là bãi đá cổ Sapa chẳng hạn. Tuy nhiên thì em sẽ tập trung nhiều hơn vào cái phần nội dung, làm sao mình có thể truyền tải tốt nhất cho khách. Ví dụ như là bãi đá cổ, có rất là nhiều du khách đã từng nói với em là đi bãi đá cổ rồi nhưng chỉ đi 5 đến 10 phút là đi về, mà cũng không biết là bãi đá cổ, cứ tưởng là một bãi đá rất là to, nhiều đá, nhưng hóa ra chỉ có một hai tảng đá ở đó thôi. Thì khi mà em tổ chức tour thì em xoáy sâu hơn về cái nội dung và giới thiệu cho khách một cách khái quát hơn là bãi đá cổ không chỉ là chỉ có vài tảng đá, mà nó là một quần thể là có trên 200 tảng đá và nó phân bố ở nhiều khu vực của Sapa cơ. Đó, nhưng mà cái khu vực mà mọi người hay tham quan đó chính là khu trung tâm và tảng đá mẹ nằm ở đó. Và ngoài ra em cũng sẽ chia sẻ những cái câu chuyện bí ẩn, là tức là ẩn sau những cái câu chuyện, những cái hình vẽ rồi những cái hoa văn ở trên từng cái tảng đá một, rồi dẫn mọi người vào thăm cái khu trưng bày của khu chạm khắc bãi đá cổ này để mọi người có thể trải nghiệm nhiều hơn về những cái nét đẹp về văn hóa này, xong rồi là những cái liên quan sự kết nối giữa những cái tảng đá đó, giá trị lịch sử văn hóa trên những cái tảng đá đó đối với cả giáo dục, đối với cả con người, rồi những đặc biệt là những người bản địa. Đó. Như vậy mới thấy rằng là để có thể có được một tour du lịch trải nghiệm online thì Hướng cũng phải tìm hiểu rất là kỹ, rất là nhiều trước đó đúng không? Để mình có thể có được những cái thông tin, thứ nhất là vừa chính xác này, thứ hai là thông tin mới, lạ mà du khách chưa biết nữa. Vậy thì Hướng có thể chia sẻ rõ hơn về quá trình tổ chức một tour du lịch online của em thì sẽ được thực hiện như thế nào? Thật ra tổ chức cái tour này thì em có 7 bước. Em chia làm 7 bước chính để tổ chức được một cái tour. Bước đầu tiên đó là em sẽ khảo sát xem là mọi người thích
thích những chủ đề như thế nào, thích đến địa điểm như thế nào, để xem là mình sẽ lựa chọn những nội dung phù hợp. Bước thứ hai đó chính là xây dựng cái ý tưởng cơ bản và cái nội dung cơ bản đã. Và bước thứ ba nữa là em sẽ truyền thông, tức là em sẽ đăng những cái tour đó, cái thông tin tour đó lên cho mọi người biết là thời gian như thế nào, địa điểm như thế nào, rồi là nội dung mà mình sẽ khám phá là gì. Và bước tiếp theo nữa là em sẽ đi khảo sát thực địa. Tức là trước khi mà em làm một cái tour chính thức thì em sẽ phải đi khảo sát đến tận nơi, là dành nguyên một ngày đến đấy để xem địa điểm này nó đã thay đổi như thế nào này, rồi có những câu chuyện nào ngoài lề liên quan mà thú vị không, và sẽ nghiên cứu thật sâu về cái địa điểm đó và mình sẽ thử dẫn tour một lượt trước đã. Và sau đó đến bước thứ 5 là em sẽ dẫn tour. Sau khi dẫn tour thì em sẽ lại đánh giá, tức là xin mọi người một cái đánh giá và bản thân mình cũng đánh giá lại cái hiệu quả của tour đó là như thế nào. Đấy là bước 6 rồi. Và bước 7 nữa là em sẽ đúc rút kinh nghiệm, cải thiện cho những cái tour tiếp theo. Thì để tổ chức một cái tour như vậy là em thường sẽ làm 7 bước đó. 7 bước như vậy. Vâng. Và dần dần thì qua những cái tour đầu tiên đúng không? Thì những cái tour tiếp theo của mình thì ngày sẽ càng hoàn thiện hơn và mang lại đến cho du khách nhiều những cái giá trị hơn. Và Hường có thể chia sẻ về tour đầu tiên của mình. Cái tour đầu tiên đó thì có bao nhiêu du khách tham gia? Tour đầu tiên là rất may mắn là có 5 anh chị đã tham gia cái tour của em. Lúc đầu thì em cũng mơ hồ, bởi vì là khi mà lần đầu tiên em quyết định tổ chức cái tour đấy là chỉ cách cái tour đấy có 2 ngày thôi. Thứ 6 quyết định tổ chức, thì chủ nhật là tổ chức rồi. Mọi người thì cũng lắng nghe, cũng kiểu cảm thấy hào hứng thú vị khi mà mình nghe được những cái câu chuyện liên quan, ví dụ như là tục kéo vợ này, rồi là nhà ở truyền thống của người Giấy như thế nào, ý nghĩa của những cái hoa văn trang phục của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là của người Mông như thế nào. Và sau khi kết thúc tour thì các anh chị cũng rất là động viên, mọi người cũng cho em những cái cảm nhận, rồi là tư vấn cho em là về thời gian, rồi về nội dung, rồi cách dẫn dắt như thế nào để trong cái tour tiếp theo nó cải thiện hơn. Đấy là một cái rất là may mắn khi mà em nhận được những cái sự ủng hộ đó. Đó là cái sự đón nhận đầu tiên và nó cũng là cái tiền đề để cho mình tiếp tục thực hiện những cái tour du lịch trải nghiệm online tiếp theo nữa. Và ở cái tour du lịch gần nhất của em thì số lượng du khách đã tăng lên như thế nào? Thật ra là trung bình mỗi tour của em thì cũng chỉ tầm khoảng 10 đến 15 khách thôi. Có một tour thì cũng nhiều nhất là 4-6 khách, nhưng mà em chủ yếu tổ chức cho các bạn sinh viên ấy thì nó sẽ miễn phí. Còn những cái tour tính phí thì có 10 đến 15 khách, thì trong cái tour gần nhất là có 10 khách. Có 10 khách thì là em dẫn mọi người trải nghiệm cái ngày Tết Trung Thu của người dân tộc Giấy, là cách làm bánh như thế nào, rồi là cách làm đèn Trung Thu và ý nghĩa của cái ngày Tết Trung Thu này đối với cả văn hóa, có những cái giá trị gì đối với người dân tộc Giấy. Thì cũng túc tắc chỉ như vậy thôi ạ. Và chị khá là tò mò là không biết là để có thể tham gia một tour du lịch như vậy thì du khách sẽ phải bỏ ra chi phí như thế nào? Chi phí thì em có 3 dạng tour, vậy nên là mọi người cũng sẽ tha hồ lựa chọn từ mức rẻ đến mức đắt. Thì ví dụ như là tour bình thường em tổ chức cho mọi người là tầm khoảng 50.000 đến 150.000. Thế là cũng có những tour đắt hơn một chút, là tour sẽ đi theo lịch trình mà em lên sẵn, và em sẽ lựa chọn một ngày nào đó và mọi người sẽ đăng ký đi theo cái lịch trình đó. Đó, còn ngoài ra thì có dạng thứ 2 và dạng thứ 3 là dạng đi theo yêu cầu, là ví dụ như là chị muốn dẫn gia đình mình này, hay là bạn bè đi và không muốn có người lạ đi cùng, thì là em sẽ tổ chức cái tour theo yêu cầu của chị. Chị thích đi đến địa điểm nào, gặp nhân vật nào, em sẽ làm theo yêu cầu đó. Thì cái tour đó thì chi phí nó sẽ cao hơn, thì tùy, có những tour thì tầm khoảng 300 đến 700 nghìn đó. Còn dạng 3 là đi theo cá nhân, là một mình chị, là không thích đi với ai, chỉ thích là trò chuyện cùng với hướng dẫn viên thôi, một mình thôi, thì cái tour đấy nó cũng sẽ đắt hơn chút ạ. Tuy nhiên rất là nhiều tour du lịch với giá cả khác nhau để mọi người có thể lựa chọn đúng không? Nhưng mà đều là những cái giá cả rất là hợp lý mà có thể giúp cho họ ở một nơi rất là xa này, không thể trực tiếp đến với mảnh đất Sapa nhưng lại muốn tìm hiểu về văn hóa, phong tục cũng như là mảnh đất này thì có thể gặp Vũ Ngọc Hướng đúng không? Và Hướng sẽ giúp mọi người có thể đi trải nghiệm khám phá và nhờ Hướng có thể giới thiệu về những cái địa điểm đó một cách rất là tỉ mỉ và cụ thể nữa. Đó là một cái cách làm mới, có rất là nhiều những khó khăn. Và Hướng thì đã tổ chức được những cái tour du lịch rất là mới mẻ như vậy. Và theo Hướng, cái sức hút của những cái tour du lịch online này mang lại cho du khách là gì? Tại sao họ lại lựa chọn những cái tour du lịch như thế này từ em? Em nghĩ điều đầu tiên, sức hút nhất đó chính là mới mẻ.
mọi người chưa bao giờ được đi du lịch mà qua online, qua màn hình cả. Mọi người chỉ xem video rồi là tương tác gián tiếp thôi. Nhưng mà cái tour online này gợi cho mọi người một sự tò mò là đã du lịch thì tại sao lại còn là online, và đi online thì đi kiểu gì. Và mọi người sẽ kiểu ban đầu sẽ là hào hứng như vậy. Cái thứ hai nữa là thu hút mọi người bởi là nội dung. Tức là những cái nội dung mà em lựa chọn sẽ là những nội dung vô cùng mới mẻ, độc đáo, và mọi người chưa từng được nghe những cái câu chuyện đó ở đâu cả, hay là kể cả đọc trên mạng hay là tìm trong sách vở cũng không có. Đó, thì đấy là liên quan đến nội dung. Một cái điều nữa em nghĩ có thể là do cái cách mình truyền tải, cách tương tác nữa. Là khi mà nói chuyện với cả mọi người, em coi mọi người giống như những người bạn thôi, để mọi người có thể cảm thấy thoải mái nhất. Mặc dù là em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm ở trong tổ chức tour và dẫn tour online, nhưng mà em sẽ cố gắng là làm sao giao tiếp, nói chuyện một cách vui vẻ và giúp cho mọi người cảm thấy là dễ hiểu, thoải mái và hấp dẫn nhất từ những cái chia sẻ của em. Quả thực là qua trò chuyện với Hướng thì chị thấy rằng Hướng nói chuyện rất là có sức hút và rất là lôi cuốn, và chắc chắn là trong một ngày gần nhất thì chị sẽ phải đăng ký tham gia một tour du lịch trải nghiệm online của Hướng để có thể được khám phá nhiều hơn về mảnh đất Sapa nữa. Giờ vỏ và nhân bánh đều đã sẵn sàng. Tiếp theo mọi người sẽ giúp nhau cho bánh vào khuôn. Một người sẽ chia nhân bánh thành những phần bằng nhau, còn một người sẽ làm tương tự với vỏ bánh. Còn một người sẽ đặt nhân vào vỏ bánh rồi in bằng khuôn. Trước đây, khi xã hội chưa đầy đủ như ngày nay, người giấy thường dùng khuôn bằng gỗ để in bánh. Tuy nhiên, bây giờ đã thuận tiện hơn nhờ có nhiều loại khuôn và hình dáng hoa văn khác nhau, nên có nhiều sự lựa chọn hơn. Mình thì thích dùng khuôn gỗ hơn, nhưng do năm nay khuôn bị hỏng nên mình đã mua một khuôn nhựa dùng thay. Sau khi đã in xong, bánh được đem đi nướng. Nhà mình không có lò nướng, vậy nên đã dùng theo phương pháp thủ công là nướng trong nồi gang. Nồi đã được đặt sẵn khá lâu để tạo độ nóng nhất định. Bên trong quét một lớp dầu ăn mỏng rồi mới xếp bánh vào rồi đậy nắp nướng chín. Nếu gia đình nào có điều kiện hơn, ngoài đốt lửa bên dưới, còn xúc than nóng lên nắp nồi nhằm tăng nhiệt độ và đảm bảo bánh chín đều. Nhà không có điều kiện, có thể dùng lõi ngô thay thế. Vì năm nay nhà mình chỉ đốt lửa ở bên dưới, nên khi nướng, thi thoảng cũng cần phải mở nắp nồi để lật bánh cho chín đều. Cũng chính vì vậy mà bánh sẽ khó giữ được hình dạng hoa văn ban đầu, nhưng mùi vị vẫn rất ngon. Đợi một thời gian, bánh cũng đã ra lò. Mùi thơm của dầu chuối kết hợp với lá chanh bay thoang thoảng trong tiết trời se se lạnh của Sapa. Ngồi sưởi lửa, ăn bánh uống trà, ngồi nhớ lại khoảnh khắc mọi người quây quần bên bếp lửa và trông bánh thật ấm cúng và dễ chịu. Hướng này, với việc làm du lịch online thì bây giờ Hướng mới chỉ làm từ tháng 7 trở lại đây thôi đúng không nào? Tuy nhiên thì trước đó có lẽ là rất là nhiều người đã biết đến em qua các clip trên YouTube, đó là qua kênh Hướng Giấy Sapa đúng không? Với những clip giới thiệu về những cái nét văn hóa độc đáo này, về con người này, về bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Giấy nữa, về những dân ca dân vũ của người Giấy nữa. Và Hướng có thể chia sẻ rõ hơn về ý tưởng khi mà làm những clip này. Thật ra là cái kênh Hướng Giấy Sapa thì em có xây dựng từ tháng 8 năm 2020, là từ năm ngoái rồi. Thì hồi thời gian đó thì em cũng có ý tưởng là muốn xây dựng cái kênh này làm sao để lưu giữ lại những cái thông tin, những cái giá trị nét đẹp về văn hóa của người dân tộc Giấy và chia sẻ, quảng bá những cái giá trị đó tới mọi người. Tuy nhiên thì thời gian đó là em cũng đang trong năm cuối của đại học, nên là cũng chưa tập trung được nhiều làm cái video đó lắm. Từ hồi tháng 4 là em bắt đầu em từ Hà Nội về nhà. Em đã tốt nghiệp, em học xong rồi. Thì em về nhà và em bắt đầu em xây dựng lại những cái kênh đó và làm những cái clip. Ngoài cái việc mà chia sẻ về văn hóa của người Giấy ra thì em còn làm những cái clip rồi những bài viết về du lịch trải nghiệm Sapa. Và du lịch trải nghiệm này là đặc biệt là cùng với người bản địa, là sẽ có những cái trải nghiệm mà khác biệt, ví dụ như là đi hái mận ở một cái vườn rất là to của người Mông mà ở thôn Sâu Chua của Sapa chẳng hạn. Đó, thì vô tình thì những cái video đó lại giúp cho mọi người cũng cảm thấy rất là thú vị và mới mẻ. Tuy nhiên thì do em cũng chưa tập trung lắm được vào các video đó nên là mọi người cũng chưa tiếp cận được nhiều ấy.
Trong thời gian gần đây thì cũng nhờ có nhiều nhiều bạn bè rồi cũng thông qua những cái tour online này thì mọi người cũng biết đến những cái video này của em nhiều hơn, và em cũng hy vọng là trong tương lai thì có thể mang đến nhiều nhiều cái điều mới mẻ hơn thông qua không chỉ là các tour online nữa mà còn có tour thực tế, rồi là các kênh video ở trên YouTube và TikTok và blog nữa chẳng hạn. Chính mình khi là những người trẻ thì mình sẽ góp phần là giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình này, cũng như là bảo tồn những cái nét đẹp truyền thống, đúng không nào? Đó là một cái cách làm rất là hay để giúp các bạn trẻ rất là dễ tiếp cận. Và Hướng thì đã tốt nghiệp đại học rồi, và tuy nhiên thì chị được biết rằng là Hướng học khoa quốc tế học đúng không? Một khoa thì dường như là nó không liên quan gì đến việc là làm du lịch cả. Vậy thì tại sao mà Hướng lại lựa chọn về Lào Cai, về quê hương của mình để khởi nghiệp, thay vì việc là mình sẽ lựa chọn một công việc gì đó nó phù hợp với cái chuyên ngành mình học ở Hà Nội hơn? Dạ, cũng giống như các bạn trẻ khác là khi mà chuẩn bị tốt nghiệp thì các bạn sẽ phân vân là nên ở thành phố hay là về quê. Thì em cũng đã từng phân vân là mình nên lựa chọn là ở đâu. Và cuối cùng thì em cũng kiểu em thấy rằng là mình là một người con ở Sapa, mình xuất phát từ cái niềm yêu quê hương của mình, yêu đồng bào của mình, và mình chứng kiến được cái sự thay đổi của quê hương mình rất là nhiều. Đặc biệt là ở Sapa thì làm du lịch nhiều nhưng mà tốc độ đô thị hóa khá là nhanh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái du lịch bền vững, rồi làm sao tăng thu nhập sinh kế cho người dân nữa. Và khi mà mình nhìn thấy những cái vấn đề đó, và bản thân em cũng học quốc tế học là một cái chuyên ngành liên quan đến phát triển, thì mình cũng có phần nào mình hiểu được là những cái giá trị về văn hóa của người bản địa, rồi con người, thiên nhiên của Sapa cần được bảo vệ, cần được bảo tồn, cần lưu giữ lại thì mới giúp Sapa có một cái nền du lịch bền vững hơn trong tương lai. Vậy nên là em mới quyết định là lựa chọn là từ Hà Nội về quê và ở nhà làm du lịch luôn, và hy vọng là có thể giúp được mọi người và cũng có thể là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cũng giống như em và tất cả người bản địa, rồi du khách, rồi những người làm du lịch ở Sapa có một cái góc nhìn, có chung một cái lý tưởng là xây dựng một Sapa bền vững. Và Hướng có thể chia sẻ một số dự định của em trong tương lai, thì em sẽ làm như thế nào để có thể tiếp tục phát triển những cái tour du lịch online của mình nữa hay không, và hay là mình sẽ phát triển du lịch theo hướng nào? Vẫn tiếp tục tổ chức tour online và kết hợp làm offline và thành lập ra một cái doanh nghiệp về du lịch trải nghiệm ở Sapa, để giúp cho khách khi mà lên Sapa mọi người có một nơi mà trải nghiệm những cái thuần nhất của Sapa, những cái vốn có tài nguyên, rồi những vẻ đẹp của Sapa. Ngoài ra nữa là hỗ trợ được nhiều người dân hơn ở Sapa có một nguồn thu nhập ổn định. Và những cái dự định rất là tuyệt vời, và chị tin rằng là với sự nhiệt huyết của Hướng, với niềm đam mê dành cho văn hóa bản địa, và với sự trẻ trung này, sự sáng tạo của em, sự năng động của em, thì những dự định của Hướng sẽ thành hiện thực trong tương lai. Và rất là cảm ơn Hướng với những chia sẻ rất là thú vị về câu chuyện làm du lịch online, cũng như là đã truyền cảm hứng rất là lớn đến tất cả mọi người. Em cảm ơn chị ạ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta được cùng gặp gỡ với một cô gái trẻ rất là năng động, rất là sáng tạo, Vũ Thị Ngọc Hướng. Và tôi tin rằng qua những câu chuyện mà Hướng chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì đã truyền đến cho chúng ta một cái năng lượng tích cực và rất là nhiều những cảm hứng để chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Và đặc biệt trong đó như Hướng, đó chính là góp phần giữ gìn và phát triển du lịch Sapa một cách bền vững. Và đến đây chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.